sau một ngày tiến hành điều tra vào chiều nay, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, bước đầu xác định vụ hai mẹ con chết trong nhà, người mẹ có biểu hiện của bệnh trầm cảm và siết cổ con gái ruột là bé Nguyễn Thị Trà Giang 5 tháng tuổi cho đến khi bé tử vong rồi tự tử. Vào ngày 13 tháng 10, anh Nguyễn Thiện Lương trú tại phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An đi làm về thì phát hiện vợ là Đặng Thị Liễu treo cổ ngay chân cầu thang, liền cắt dây đưa chị xuống, nhưng chị Liễu đã tử vong. Ngay sau đó anh Lương vào phòng ngủ tìm con bé út là bé Nguyễn Thị Trà Giang thì thấy bé nằm bất động trên giường, dưới nền nhà có nhiều vết máu và một con dao. Sau đó anh Lương đã hô hoán người dân xung quanh và gọi điện báo cho người thân.